Thưa quý vị và các bạn, môi trường ô nhiễm, lối sống không lành mạnh, đồ ăn thức uống độc hại khiến cho số người mắc bệnh về đường tiêu hóa ở nước ta ngày một gia tăng. Trong đó đáng lo ngại nhất là các bệnh ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng. Song điều đáng nói là người dân vẫn rất chủ quan với các bệnh lý về tiêu hóa, thường chỉ đi thăm khám khi bệnh đã có những triệu chứng nặng, khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn và làm tăng nguy cơ tử vong. Trong chương trình Chuyện của bác sĩ ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội soi, một phương pháp đang được sử dụng rộng rãi, giúp tầm soát và chẩn đoán rất hiệu quả các bệnh đường tiêu hóa. Và người sẽ đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Vĩnh, là phó trưởng khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Dạ vâng, xin chào MC Hải Yến và xin kính chào khán giả. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Vĩnh, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn để có cái nhìn tổng quan về thủ thuật nội soi đường tiêu hóa. Nội soi đường tiêu hóa trên là một thủ thuật cho phép quan sát tình trạng của dạ dày và tá tràng, tức phần đầu của ruột non. Quá trình thực hiện thủ thuật nội soi đường tiêu hóa trên sẽ mất từ 20 đến 30 phút. Bệnh nhân được gây mê để giảm bớt sự khó chịu. Phần cổ họng có thể được gây tê bằng thuốc xịt. Hàm răng của bệnh nhân cũng được gắn dụng cụ bảo vệ. Bệnh nhân nằm nghiêng về phía bên trái. Ống nội soi được đưa vào miệng và di chuyển xuống dưới thực quản, dạ dày hoặc tá tràng. Từ camera của ống nội soi, hình ảnh sẽ được gửi ra màn hình bên ngoài để các bác sĩ quan sát. Ống nội soi cũng cho phép loại bỏ các khối u nhỏ hoặc lấy mẫu mô của bệnh nhân để gửi đi xét nghiệm chẩn đoán ung thư. Dạ vâng ạ, đầu tiên xin được hỏi bác sĩ, đó là tại sao chúng ta cần tầm soát các bệnh về đường tiêu hóa? Như các bạn đã biết thì hệ tiêu hóa có chức năng là hấp thu các dưỡng chất có trong thức ăn và nước uống. Khi mà thức ăn mà nó bị nhiễm độc hoặc là chúng ta có một lối sống không lành mạnh như là lạm dụng rượu bia nhiều, hút thuốc lá hoặc là ít vận động thì những nguyên nhân đó sẽ gây ra những cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như là bệnh về thực quản, dạ dày, bệnh về đại trực tràng và đặc biệt là bệnh ung thư đường tiêu hóa thì hiện nay thì là một vấn đề nóng và gây tử vong hàng đầu cho bệnh nhân. Để có một đường tiêu hóa khỏe mạnh thì ngoài việc điều chỉnh cái lối sống lành mạnh và sử dụng các thực phẩm an toàn thì chúng ta cũng cần phải đi tầm soát các bệnh đường tiêu hóa, nhất là ung thư đường tiêu hóa để chúng ta có thể sớm đưa ra các biện pháp điều trị kịp thời. Vậy thì hiện nay chúng ta có những phương pháp tầm soát bệnh đường tiêu hóa nào? Và trong đó thì nội soi đường tiêu hóa có những ưu điểm ra sao thưa bác sĩ? Hiện nay thì có rất nhiều phương pháp để tầm soát cái bệnh đường tiêu hóa. Ví dụ như là siêu âm này, chụp cắt lớp vi tính này, chụp cộng hưởng từ này, hoặc các xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm phân. Và đặc biệt là nội soi đường tiêu hóa ống mềm thì có một vai trò rất là quan trọng. Nó vừa đơn giản lại vừa hiệu quả để có thể tầm soát các bệnh về đường tiêu hóa. Nội soi đường tiêu hóa thì bao gồm hai loại là nội soi đường tiêu hóa trên hay được gọi là nội soi dạ dày và nội soi đường tiêu hóa dưới hay gọi tắt là nội soi đại tràng. Chúng ta đưa một cái camera vào trong ống tiêu hóa của bệnh nhân và nhìn trực tiếp những tổn thương. Qua đó thì có thể đánh giá một cách chính xác về các tổn thương của bệnh nhân và chẩn đoán chính xác bệnh cho bệnh nhân. Đối với nội soi dạ dày, các bác sĩ có thể phát hiện ra các bệnh lý của vùng hầu họng như là u ở vùng hạ họng hoặc các bệnh lý của thực quản như là viêm loét thực quản hoặc là u thực quản. Các bệnh lý của dạ dày thì có polyp dạ dày, viêm loét dạ dày hoặc là ung thư dạ dày. Đối với nội soi đường tiêu hóa dưới thì các bác sĩ có thể phát hiện ra rất nhiều bệnh thuộc về đại trực tràng như là viêm loét đại trực tràng, polyp đại tràng và đặc biệt là ung thư đại trực tràng cũng rất hay gặp. Ngoài ra thì trong quá trình nội soi, nếu mà phát hiện được các tổn thương mà có thể can thiệp được qua nội soi thì chúng tôi sẽ tiến hành can thiệp ngay cho bệnh nhân để điều trị trực tiếp cái bệnh của bệnh nhân. Tiếp theo xin hỏi bác sĩ, khi mà có các dấu hiệu hay là triệu chứng như thế nào thì chúng ta cần phải nội soi tầm soát các bệnh về đường tiêu hóa? Các bệnh về đường tiêu hóa thì các triệu chứng của nó thì rất đa dạng. Đối với các bệnh đường tiêu hóa trên thì triệu chứng thường gặp là nuốt nghẹn hoặc nuốt vướng hoặc là đau sau xương ức. Còn khi mà chúng ta mà có cảm giác hơi ợ chua hoặc đau tức vùng thượng vị, nôn, buồn nôn thì có thể các bạn đã mắc các bệnh về dạ dày. Còn đối với đường tiêu hóa dưới thì chúng ta thường gặp những dấu hiệu như rối loạn phân,
rối loạn đại tiện như phân táo, phân lỏng hoặc là phân có nhầy máu, thì khi đó thì các bạn phải đi kiểm tra đường tiêu hóa dưới. Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì nội soi đường tiêu hóa có thể giúp chúng ta tầm soát và chẩn đoán hiệu quả nhiều bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa. Nhưng có phải là tất cả mọi người đều có thể thực hiện được thủ thuật này hay không ạ? Ngoài những người mà có triệu chứng như tôi đã kể ở trên, thì một số các đối tượng có yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là người có lối sống không lành mạnh, hoặc là những người ít vận động, có tiền sử gia đình bị ung thư đường tiêu hóa, hoặc là sau khi điều trị nhiễm vi khuẩn HP của dạ dày thì cũng phải đi kiểm tra nội soi đường tiêu hóa. Những người có chống chỉ định nội soi đường tiêu hóa thì là những người có những cái bệnh nền nặng, bởi vì là nội soi đường tiêu hóa là một cái thủ thuật xâm nhập, nên khi mà kết hợp với những bệnh nền như thế thì bệnh nhân thường có nguy cơ để gây ra suy hô hấp hoặc là suy tuần hoàn trong quá trình nội soi, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Tiếp theo xin hỏi bác sĩ về một vấn đề mà khá nhiều người quan tâm, đó là nội soi có đau không ạ? Trước đây thì khi mà thuốc gây mê và nội soi gây mê chưa phát triển, thì khi mà bác sĩ thực hiện cái nội soi đường tiêu hóa, thường thì bệnh nhân phải soi sống hay là soi gọi là khi bệnh nhân tỉnh táo. Những lúc như vậy thì bệnh nhân cảm giác rất là khó chịu, ví dụ như là bệnh nhân sẽ nôn nhiều hoặc là đau và tức bụng rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay thì rất nhiều thuốc gây mê thế hệ mới ra đời và cái nội soi gây mê được ứng dụng rộng rãi, thì cái nội soi tiêu hóa không còn là một cái nỗi đáng sợ đối với bệnh nhân nữa. Khi mà sử dụng thuốc gây mê ở trong nội soi thì bệnh nhân được chìm vào một giấc ngủ sâu, bác sĩ tiến hành quá trình nội soi và bệnh nhân không có cảm giác đau đớn gì, và khi tỉnh dậy thì bệnh nhân cũng không có một cái khó chịu gì cả. Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy là với sự tiến bộ của y học hiện đại thì người bệnh sẽ không quá đau đớn hay là quá khó chịu khi thực hiện thủ thuật nội soi đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì phương pháp này có rủi ro hay biến chứng gì không ạ? Nội soi gây mê đường tiêu hóa thì có thể gặp một số các tai biến rủi ro như là phản ứng với thuốc gây mê, và nhất là những bệnh nhân mà có tiền sử dị ứng thì cái phản ứng này nó càng ngày càng nặng. Và thứ hai là có thể gây thủng đường tiêu hóa đối với những trường hợp mà bác sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm và nội soi thô bạo, nhưng mà những cái rủi ro này cũng rất là hiếm gặp. Thưa bác sĩ, hiện nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì một ca nội soi tiêu hóa sẽ được tiến hành như thế nào ạ? Hiện nay tại bệnh viện chúng tôi đã được đầu tư rất nhiều các hệ thống nội soi hiện đại, và trước khi nội soi thì bệnh nhân sẽ được làm điện tim để tầm soát các bệnh về tim mạch. Sau đó thì sẽ được các bác sĩ chuyên gây mê và bác sĩ nội soi thăm khám trước và hỏi về tiền sử bệnh. Sau khi bệnh nhân vào phòng nội soi thì các bác sĩ gây mê sẽ đặt đường truyền tĩnh mạch và sử dụng thuốc gây mê cho bệnh nhân, và bác sĩ sẽ tiến hành nội soi cho bệnh nhân. Dựa vào các tính năng hiện đại trên máy nội soi như tính năng về tăng cường ánh sáng hoặc là tính năng nhuộm màu kết hợp với lại phóng đại hình ảnh, thì các tổn thương dù là rất nhỏ thì chúng tôi cũng có thể phát hiện được, và nhất là hiện nay thì các tổn thương về tiền ung thư hoặc ung thư sớm thì được phát hiện trong giai đoạn rất sớm, và khi đó thì chúng tôi sẽ có chiến lược can thiệp ngay cho bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, nội soi hiện nay được coi là tiêu chuẩn vàng trong tầm soát sớm các bệnh ung thư đường tiêu hóa. Vậy nhưng ai cần chủ động thực hiện phương pháp này? Xin mời quý khán giả cùng tìm hiểu qua clip sau đây. Nội soi tầm soát sớm ung thư đường tiêu hóa được khuyến cáo thực hiện trên những đối tượng sau: từ 40 tuổi trở lên, tiền sử gia đình có người mắc ung thư thực quản, dạ dày, ung thư đại trực tràng, nhiễm vi khuẩn HP, bị viêm dạ dày mãn tính hoặc viêm loét đại trực tràng. Polyp đại trực tràng đã được chẩn đoán hay điều trị trước đó. Các rối loạn đi cầu như tiêu chảy, táo bón. Kết quả nội soi những lần trước có phát hiện viêm teo niêm mạc dạ dày, loạn sản ruột, nghịch sản ruột.
Thưa quý vị và các bạn, trong một góc chuyên gia kỳ này, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh sẽ giải đáp một số thắc mắc của khán giả gửi tới chương trình với chủ đề nội soi tầm soát bệnh lý đường tiêu hóa. Câu hỏi đầu tiên của khán giả Trần Phương Thảo, thành phố Móng Cái. Thưa bác sĩ, tôi bị dị ứng với một số loại thuốc gây mê thì có nội soi tiêu hóa được không? Nếu bạn có tiền sử dị ứng với thuốc gây mê thì khi mà đi khám tiêu hóa để tầm soát các bệnh về đường tiêu hóa thì bạn cũng không nên sử dụng cái phương pháp nội soi gây mê. Bởi vì là việc phản ứng với thuốc gây mê trong quá trình nội soi là một cấp cứu rất là khẩn cấp, thì các bác sĩ thường khuyên bạn là nên nội soi thường. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Lưu Văn Bình ở thị xã Quảng Yên. Xin bác sĩ cho biết là chi phí nội soi tiêu hóa hiện nay như thế nào ạ? Đối với những bệnh nhân bảo hiểm y tế thì sẽ được thanh toán cái nội soi dạ dày thường và nội soi đại tràng gây mê. Nếu mà bệnh nhân có nhu cầu nội soi dạ dày gây mê thì sẽ phải đóng thêm cái chênh lệch dịch vụ gây mê là 545.000. Đối với những bệnh nhân mà không có bảo hiểm y tế thì sẽ thực hiện cái dịch vụ nội soi theo yêu cầu, nội soi dạ dày là 800.000 và đối với nội soi đại tràng là 900.000. Thưa quý vị và các bạn, nội soi tiêu hóa là một thủ thuật có thể gây khó chịu cho bệnh nhân, nhưng đây là một phương pháp cần thiết và hiệu quả để bạn được chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh lý đường tiêu hóa. Điều này rất quan trọng để có thể đảm bảo chất lượng và kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân, nhất là các trường hợp ung thư đường tiêu hóa. Tới đây thời lượng của chương trình kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Vĩnh đã tham gia và đồng hành với chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.